7 giờ 30 phút thì tổ đã số hóa của công an huyện Nghi Lộc đã có nhận được tin báo của quân chủ nhân dân khu công nghiệp Nam Cẩm này về một số xe ô là có tình trạng là rải đinh từ vùng ngã ba Nam Cẩm cho đến xuống hệ khu công nghiệp. Thì sau khi nhận được tin báo thì tổ công tác số 3 là có mặt tại hiện trường và cùng một số ba con ở khu công nghiệp và một số xe ôm thì đã thu gom số đinh. Sau đó thì nhưng mà một số quân chủ nhân dân thông báo là tình trạng rải bị tắc. Nhưng sau đó thì tổ công tác số 3 là tiến hành xác minh và điều tra thì cũng phải là số đinh tắc mà là xác minh đã là anh Nguyễn Văn Sáng sinh ngày 9/5/1987 là trú xóm Bắc Sơn 1 Nghi Quán là có nhận chở hai thùng đinh vật liệu xây dựng xuống cảng Cờ Lo. Thì trên đường xuống cảng Cờ Lo thì lúc đi qua đoạn chỗ đường công nghiệp đang cầm đi xuống thì gió đường gô ghê thì cái túi đính là bị thủng bị rơi ra. Thì sau khi phát hiện thì anh Sản đã quay lại và cùng với tổ công an là đã thu gom lại cái số đính đó và đã trả lời với bà con nhân dân không phải là do đinh tặc mà là do dù gió lâu đồng thì rơi số đinh tặc ở rơi số đính đó không phải là do tình trạng là đinh tặc. Nhưng mọi người là nghĩ đến đôn với một số người đôn trên Facebook là không phải, đôn trên mạng xã hội là không phải. Sự việc thì có như thế thôi. Hiện tại là tổ đã làm việc với cái số tổ làm việc với anh Sáng và là anh Sáng đã đứng ra xin lỗi một số người là bị như đến là bị thủng xe. Anh Sáng đã đứng ra xin lỗi và là chấp nhận không có vấn đề gì nữa.